Xin chào 500 anh chị em. Gần đây mình có trao đổi với một creator về TikTok Shop. Bởi vì cái kênh của bạn này là kênh bán hàng, mà trong thời gian khoảng mấy tháng vừa qua, mình thấy cái sự phát triển của TikTok Shop khá là rầm rộ ở Việt Nam. Cho nên là mình đề xuất bạn này có thể tìm hiểu, có thể rằng đây là một cái hướng đi mới để phát triển cho chiến lược content của bạn. Tuy nhiên, câu trả lời của bạn đã khiến cho mình khá là bất ngờ. Theo bạn này thì cái việc kinh doanh trên TikTok Shop không phải là dễ dàng như tất cả mọi người vẫn nghĩ. Nguyên nhân thứ nhất nằm ở cái hành vi của các bạn trẻ Việt Nam, tức là các bạn ấy thường xuyên đặt hàng cho vui, đặt hàng để lấy le với nhau, tỷ lệ hoàn trả lại hay là tỷ lệ bom hàng rất là cao. Trong thời điểm hiện nay thì TikTok vẫn đang hỗ trợ chi phí vận chuyển cho các cái đơn hàng này. Nhưng mà đến khi mà cái chi phí vận chuyển này không còn được hỗ trợ nữa thì tình hình sẽ càng trở nên rất là khó khăn. Nguyên nhân thứ hai nằm trong cái quy định vận hành của TikTok Shop, tức là TikTok cho phép khách hàng được dùng thoải mái, được phép đổi trả trong vòng 15 ngày. Sau 15 ngày nếu mà không có khiếu nại gì từ khách hàng thì họ mới thanh toán đơn cho shop. Nếu như mà có sự cố xảy ra, tức là khách hàng phốt đấy, thì theo quy định TikTok sẽ khóa shop và không thanh toán toàn bộ tiền hàng mà họ đang giữ cho các shop. Như vậy thì nếu mà đối với những shop lớn mà số lượng bán được cao, ví dụ hàng ngàn đơn mỗi ngày, thì số tiền mà các shop bị mất là rất lớn, rủi ro rất là cao, có thể gọi là thảm họa cho những cái nhà kinh doanh nhỏ. Như vậy là nhận định của bạn này hoàn toàn ngược lại với những gì chúng ta nghe thấy ở trên các chiến dịch truyền thông, với những bà hoàng livestream, những chiến thần chốt đơn cực kỳ hoành tráng. Gì vậy? Ủa gì vậy? Thực ra thì bản thân mình được biết rằng là trong cái cộng đồng của chúng ta cũng đã có rất nhiều creator thành công, có những cái bước khởi đầu rất thuận lợi với TikTok Shop. Vậy thì anh chị em hãy để lại comment ở bên dưới video này, có thể là chia sẻ những cái bí quyết thành công của bạn với TikTok Shop để cho cộng đồng Việt creator chúng ta cùng biết và học hỏi. Mong nhận được phản hồi của anh chị em và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Việt Creators.